Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Lý Hùng hơn 50 mối tình màn ảnh nhưng ngoài đời vẫn đợi duyên tới. Diễn viên Lý Hùng tâm sự, tôi chưa tính đến chuyện kết hôn. Dù đã có tới hơn 50 mối tình trên màn ảnh, nhưng tới thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa tìm cho mình được một người bạn đời phù hợp. MC Quyền Linh bày tỏ, chúng ta không thể biết cảm xúc mỗi ngày của chúng ta là gì. Ví dụ, ngày hôm đó bạn đi ra khỏi nhà, bạn biết mình sẽ đi đến trường quay, bạn đi đến chỗ này, chỗ kia, nhưng chắc chắn bạn sẽ không biết được cảm xúc ngày hôm đó sẽ như thế nào. Nghe vậy, diễn viên Lý Hùng chia sẻ, tôi đồng tình với Quyền Linh, cảm xúc giống như một cái gì đó rất bất ngờ, mưa nắng rất thất thường, không thể biết được mà chỉ dự đoán được thôi, và cảm xúc cũng giống như thế. Hôm nay tôi muốn có một ngày thật vui, tôi gặp những người bạn tốt nhưng đâu phải suôn sẻ như mong muốn. Theo quan niệm của Lý Hùng, những cảm xúc đó mình sẽ chọn lọc và giải quyết ngay tại chỗ. Có mặt trong chương trình Đối mặt cảm xúc, diễn viên Lý Hùng đã có những chia sẻ thật lòng về cảm xúc của bản thân. MC Quyền Linh tiếp tục hỏi nam diễn viên, Hùng có quản lý được cảm xúc của mình không? Thì Lý Hùng tự tin đáp, quản lý được chứ. Ví dụ, Hùng gặp người đó có thể người ta làm Hùng không vui, Hùng sẽ nghĩ đây không phải là bạn mình và sẽ quên ngay, không để trong lòng nữa. Chứ mình mà cứ để trong lòng là mình sẽ suy nghĩ, đắn đo hoặc sẽ nghĩ làm sao để đối phó người đó, mệt đầu lắm. Nghe Lý Hùng nói như vậy, MC Quyền Linh chọc Lê Hoàng. Còn anh Lê Hoàng, thích ai là thích, còn ảnh ghét ai là không nhìn rồi ảnh đi luôn, không thích người nào ảnh nói luôn. Như vậy thì có quản lý được cảm xúc của mình không? Sợ đàn anh bị chọc quê, Lý Hùng ngay lập tức bênh Lê Hoàng. Tính anh Hoàng là ngay thẳng, tôi là con nhà võ nên hồi nhỏ cũng như vậy, y chang anh Hoàng. Nếu gặp ai làm mình khó chịu là nói thẳng. Nghe vậy, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A lên tiếng. Em tưởng con nhà võ nên khi anh bực mình là đánh người ta luôn chứ. Lý Hùng cười lớn thừa nhận. Cũng đôi lúc như vậy vì mình bộc trực lắm, thẳng thắn lắm. Nhưng sau này nghĩ lại, cuộc sống nó sẽ có muôn vàn muôn vẻ và phải va chạm nhiều thứ. Nếu hôm nay mình gặp một người tính thế này thế kia, rồi mình ngồi suy nghĩ tại sao lại có người này, tại sao lại có người kia. Người mà như thế mới là xã hội, chứ suy nghĩ nhiều quá là mệt mình thôi. Khi nghe câu chuyện của một người con cảm thấy quá ngột ngạt và cô đơn trong chính tình yêu của mẹ, Lý Hùng chia sẻ cảm nhận của mình. Có lẽ bạn này là một người sống nội tâm và tôi đồng cảm khi bạn ấy nói thấy cô đơn. Như bây giờ tôi lên TV, lên sân khấu múa, hát rồi nhảy trước hàng ngàn người, nhưng lúc lên xe đi về tôi thấy cô đơn lắm. Nghe Lý Hùng chia sẻ thấy cô đơn mỗi khi ở một mình, các nghệ sĩ nhanh chóng hỏi về dự định kết hôn của anh để chia tay với cô đơn. Thì nam diễn viên hài hước nói, cái đó tôi chưa tính, chắc tại duyên chưa đến. Khi nào có duyên, có nợ, tôi sẽ báo thông tin cho khán giả. Nói thêm về chuyện tình cảm của diễn viên Lý Hùng, dù đã có hơn 50 mối tình trên màn ảnh, nhưng tới thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa tìm được cho mình một người bạn đời phù hợp. Nhiều tin đồn cho rằng anh và Diễm Hương đang yêu nhau, thậm chí nhiều khán giả hâm mộ còn lầm tưởng cả hai là vợ chồng. Tuy nhiên, xuất hiện trong một game show truyền hình hồi cuối năm 2019, Lý Hùng chia sẻ, đi diễn ở đâu, khán giả cũng nói sao không dắt vợ theo. Mình nói chưa vợ, nhưng ai cũng nói Diễm Hương là vợ Lý Hùng mà. Nhưng thực sự, hai người không có gì cả, chỉ là bạn bè thôi. Khóc nghẹn với cuộc hôn nhân đầu đầy tội lỗi của danh hài Việt Hương. Ít ai biết rằng Việt Hương đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Nói về lần đứt gãy giữa đường năm đó, danh hài ngậm ngùi thừa nhận rằng bản thân đã sai và có lỗi với người chồng cũ khi không vun vén hạnh phúc gia đình. Khi đẩy gia đình chồng ra đường ăn cơm, không chăm lo tổ ấm, có nghĩa là cô không tốt. Cái gì sai, cô sẵn sàng nhận và tìm cách để sửa sai. Việt Hương thừa nhận tất cả chỉ do tuổi trẻ háo thắng. Cái tôi quá lớn khiến nữ diễn viên cho rằng mình luôn luôn đúng còn mọi người đều sai. Trong khi một cuộc hôn nhân muốn tồn tại lâu dài cần có sự dung hòa, rộng lượng.
Vì quá tự tin và quá đề cao bản thân mình nên lúc ấy Việt Hương đã có suy nghĩ sai lầm là mình làm ra được tiền thì mọi người phải có trách nhiệm cùng phụng. Thế nên mỗi lần đi diễn về là cô bỏ bê luôn trách nhiệm của một người vợ, làm dâu. Chưa bao giờ nghĩ đến việc đi nấu ăn cho gia đình mà chỉ muốn ra ngoài ăn. Chính sự lơ là trong việc vun vén cho gia đình đã khiến cho cuộc hôn nhân của cô lâm vào bế tắc, vợ chồng ngày càng xa cách và tình cảm không thể hàn gắn. Trải qua một lần đổ vỡ như thế, Việt Hương cho biết cô đã ngộ ra được nhiều điều về cuộc sống và những điều mà một người phụ nữ cần phải làm để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vậy nên khi đến với người chồng hiện tại, nhạc sĩ Hoài Phương, danh hài đã biết rút kinh nghiệm, đó là biết dìm bớt cái tôi của mình lại để giữ gìn quan hệ vợ chồng. Chồng danh hài là nhạc sĩ, ca sĩ, còn cô là diễn viên hài nên càng không liên quan. Nếu có những va chạm, cô thường bỏ ra ngoài, còn anh sẽ vào phòng thu để làm những gì mình thích. Tuy nhiên, trong bữa cơm chiều, hai vợ chồng sẽ nói chuyện và ai sai, người đó sẽ nhận lỗi rồi sửa sai. Những sai lầm trong quá khứ đã giúp cô có hạnh phúc viên mãn trong hiện tại, một người chồng hết mực yêu thương mình và một cô con gái xinh xắn. Chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại, Việt Hương cho biết, vợ chồng cô cùng nhau làm mọi thứ, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Khi hai người quyết định mua đất, xây nhà, cả hai phải lo từng viên gạch, sắm sàng đồ đạc. Đến lúc đó cô mới nhận ra, ồ, đây mới là gia đình, còn trong quá khứ thì không. Người chồng đầu tiên của Việt Hương là đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Anh từng tham gia khá nhiều phim của hãng phim Phước Sang như Hello Cô Ba, Yêu Anh Em Dám Không. Nhưng bên nhau chỉ 3 năm, Việt Hương và Quang Minh đã đường ai nấy đi. Cuộc giải thoát chóng vánh vì giữa hai người chưa có mối ràng buộc con cái. Thời gian gần đây, Việt Hương xuất hiện khá nhiều trong các chương trình giải trí truyền hình Việt Nam, trong đó phải kể đến như Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Thách Thức Danh Hài, Thử Thách Người Nổi Tiếng. Sự thật về quê gốc của ca sĩ Khánh Ly. Nói chung, dư luận đồng bào trong nước hoan nghênh chờ đón Khánh Ly, một người đàn bà hát, sau 39 năm trở về Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 9 tháng 5, 2014 sắp tới. Được biết, ca sĩ Khánh Ly quyết định về biểu diễn Dối Già ở nơi chôn rau cắt rốn của mình, chứ không phải ở thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, có thông tin chi tiết đã đăng báo, bố ca sĩ Khánh Ly quê ở Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Thông tin như vậy đồng nghĩa với quê gốc ca sĩ Khánh Ly ở tỉnh Hà Tây cũ này đã thuộc thành phố Hà Nội. Nhưng nơi chôn rau cắt rốn của ca sĩ Khánh Ly ở khu vực 36 phố phường Hà Nội xưa. Tuy nhiên, cách đây trên 30 năm, tôi đã được biết thông tin về mẹ đẻ của ca sĩ Khánh Ly. Bà rất đẹp và ăn chơi nổi tiếng đất Hà Thành lúc bấy giờ. Bà là một hoa khôi thời Pháp thuộc. Cha đẻ của ca sĩ Khánh Ly cũng là một trang nam nhi oanh liệt. Ông ở Hà Nội nhưng có quê gốc ở làng Trắm, Phủ Tứ Kỳ trước năm 1945. Hiện nay là làng Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tại nơi đây, bức ảnh ông vẫn được đặt lên bàn thờ ở gia đình ông Nguyễn Bá Điền là em cùng cha khác mẹ với ông. Còn người bố quê ở Sơn Tây, nêu trên chỉ là bố dượng của ca sĩ Khánh Ly. Khi mẹ của ca sĩ Khánh Ly đi bước nữa, ông bố dượng chịu chấp nhận ca sĩ Khánh Ly như con đẻ. Đặc biệt, ngày thanh minh năm nay, vào ngày 5 tháng 4, 2014 dương lịch vừa qua, tôi gặp được anh Nguyễn Bá Lân có địa chỉ, số điện thoại cụ thể. Lần đầu tiên, anh từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Dương về làng Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tảo mộ. Khi đó, anh có cùng tôi thắp hương tảo mộ ông nội tôi vì ông nội tôi là em ruột của ông nội anh Nguyễn Bá Lân. Anh Nguyễn Bá Lân nói, ngoài phần mộ của ông nội tôi, còn có cả phần mộ ông nội của ca sĩ Khánh Ly. Vì anh cho tôi biết, ông nội anh và ông nội tôi với ông nội ca sĩ Khánh Ly là ba anh em ruột. Ông nội của ca sĩ Khánh Ly là người rất giỏi tiếng Pháp, đã từ Hà Nội về quê Hải Dương sống những năm tháng cuối đời còn lại. Khi mất, cụ được an táng tại cánh đồng quê hương thuộc làng Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc. Anh khẳng định thông tin tôi được biết cách đây trên 30 năm về mẹ đẻ và cha đẻ của ca sĩ Khánh Ly là chuẩn. Có nghĩa là, theo anh Nguyễn Bá Lân khẳng định, cha đẻ của ca sĩ Khánh Ly có quê gốc ở tỉnh Hải Dương, chứ đâu phải ở Sơn Tây, thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tôi cũng chưa có kết luận sự thật đúng thế không, bởi không khéo thấy người sang bắt quàng làm họ.
và chỉ muốn nói vui rằng chắc ca sĩ Khánh Ly đã hơn một lần hát bài Biết Đầu Nguồn Cội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cho nên phải chăng ca sĩ Khánh Ly cũng chưa có điều kiện kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên thực hư thế nào? Phải chăng ca sĩ Khánh Ly chưa được biết hết nguồn cội của mình và cứ để cho báo chí đưa tin bố đẻ quê ở gốc Sơn Tây tồn tại cùng bài hát Đôi Mắt Người Sơn Tây? I'm so mad at you.